tiên cho Phương Đông Ngọc cũng xin kính chào toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa hôm nay, là chào thương và thân trọng nhất. Một tiếng nói mà thành 10 tiếng luôn. Bây giờ vậy em đứng trước anh đứng sau. Hai đứa không có gần nhau được. Vậy đó. Rồi Kim Thanh cùng với chung dàn giọng cổ Phương Đông Ngọc xin được đến với hai con giọng cổ trong lớp trích đoạn Nguyễn Hổ Dương, xin mời vị cùng thưởng thức. Dạ thưa bà. Kìa ông là ai? Tôi chỉ là một kẻ mà nơi đầu đường xó chợ. Kẻ mày nơi đầu đường xó chợ, ông đến đây muốn xin đồng tiền hay là bạc vào? Tôi đến đây không phải dụng ý không thật như hàng. Tôi đã đây nhìn lại dung nhan của lệnh bà chắc khó lòng bóng nhớ. Giá bà hổn lâu, ông là ai? Ông là ai? Bà xem kẻ khốn nạn này là ai đây? Trời ơi, anh còn sống đó sao? Dương Thảo Lan. Đừng, đừng, đừng. Sao như thao la bao ơi, tại vì bao thân em giờ đã quen ngủ nữa, đêm đành đã quay lưng quay. Mặt trốn dài người xưa. Em chạy đi đâu? Anh Thanh ơi, em có một câu hỏi cũng thắc mắc của cũng là một câu hỏi chung của quý vị khán giả đây. Sao mà có chút xíu xíu mà hơi nó dài thòng lòng vậy Ngọc ơi? Dạ thì hát quá. Con sao trong lòng nhớ bảy tháng thờ. Come on.
Thanh cùng anh Quỳnh Tấn Phong xin trọng kính chào tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Và xin và để liên tục chương trình thì chắc có lẽ là anh Quỳnh Tấn Phong cùng với Diễm Thanh gửi đến cho toàn thể tất cả quý cô chú quý anh chị với một bài ca cổ rất là quen thuộc mà cũng rất là dễ thương. Bài ca cổ được mang tên Lý Chim Quyền. Dạ xin quý vị cùng người lắng nghe. Chim quyên quầy ăn trái quầy nhãn lòng này nhãn lòng ơi cô bạn nơi ơi cô bạn chim ơi chim xa trời thì chim có nhớ núi non người gần xa người người gần xa người ơi đâu không có gì buồn thương ơi đâu có cho đứng gần chim xa rừng còn thương cây nhớ cõi người xa người đêm đời ngày mong tôi mình duyên phận lọc đông thương nhau ngần ấy mà không được gần bà con cô bác họ đồn năm ba bữa nữa Diễm Thanh đi lấy chồng sống còn bắt được con chứ hai đứa mình sống cùng ai sẽ xe hai biểu Diễm Thanh nghe tôi hò này nghe không em hò đi hò.
anh biết, anh biết thân biết phận anh nghèo. Còn người ta có tiền nên người ta có nở lòng duyên, lòng riêng đã nặng ưu phiền, sao còn cay đắng làm chi cho kẻ vô quê thêm bận biểu trong lòng.
hiểu lắm em ơi, từng giọt mồ hôi của mẹ lắng trên dày cho mỗi chuyến hàng em bước nhanh lên, thì anh nắng chiều rồi bóng ngã đi. Đàn ơi hãy vang lên bài những chàng trai men rượu cần dương đã ngà say, áng mây chiều hết bâng khuâng cùng ai thương nhớ. Suối đàn trưng là tiếng lòng em đó, hãy trùng rừng sắp ta đó dài.
giữa mây trời lòng gió thơ thơ. Con chim cơ tia bay về đây mới nghe tiếng em cười mà trao cách đưa duyên. Dạ, lời nói đầu tiên thì Ngọc Thúy xin kính chào quý ông bà cô bác, chào thân thương và trân trọng nhất. Và để mở đầu chương trình, bài hát có ý nghĩa trong ngày hôm nay, bài hát Ngọc Tuyết sẽ gửi đến gia đình này quý vị. Bài hát được mang tên Bông Bông Hồng Cài Áo. Lời nói đầu tiên Ngọc Tuyết là xin chúc cho quý ông bà cô bác các anh chị được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Cho anh một bông hồng, cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đó hoa không mặt trời, như trẻ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Ai sung sướng thay cho những ai còn cha còn mẹ, mà trên áo trên con cài duyên một đoá hoa hồng. Hoa thắm tinh quy được ngát hương nồng, một biểu tượng ngàn đồng cao quý, một thắm tinh trong dòng vô ngoài đời này có anh nào để bằng thần mẫu tư liên trong các loài cầu. Thì có loài hoa nhau để bằng hoa hồng cài trên áo trắng, anh cảm ơn anh Tư Sản, anh Lệ bằng cảm hòa thân thương với chúng em ạ. Hỡi những người còn có đường biển, xin hãy lắng nghe những lời tôi nhắc. Nếu còn cha còn mẹ,
tiền tài dành dụm hôm nay. Lỡ có mất đi ta vẫn còn cơ hội tìm lại được. Mất cha mẹ rồi ta không tìm lại được đâu. Cha ơi, cha là việc xưa một ngào cho con đi đôi. Cha mẹ là việc xưa cho con đi đôi. Con chẳng sợ đêm đông bồi. Cha mẹ là nửa hồng công ơn.
đâu mấy ngày nay mới về đó mày? Hả? Tôi mới đi làm thử. Đi hát thì giám đốc công ty Quỳnh Thảo nhiêu tiền tôi lấy cho tao mày? Tiền, tiền, tiền tôi để trên bàn đó. Ông lấy đi. Mày đi làm mấy ngày có nhiêu tiền rồi xong anh? Hả? Tao cho mày biết, tiền tao gửi khắp bây giờ bắt ở Sài Gòn. Tao chỉ cần mày yêu tao mày làm. Không được không anh? Hả? Ông còn muốn gì nữa chứ? Ông nhục nhã hay vậy đã xóa hết được việc của tôi. Tôi sống vì con tôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại của đời tôi. Tao không cần điều đó. Tao chỉ cần mày yêu tao. Tao bắt mày đi làm tiếp cho thỏa lòng cảm tức của tao. Mày nghe chưa? Hả? Tôi không nói chuyện với ông nữa. Đi đâu đó? Tôi vào trong thăm con tôi. Con của mày. Con của mày tao đã thả ra trong sông rồi. Mày vừa nói gì? Tao lặp lại lần nữa cho mày nghe rõ. Con của mày với thằng Quạch Quân, tao đã thả nó trôi sông rồi. Má ngu, mày không phải là con rồi. Mày không phải là con rồi. Má ngu, tao ác quỷ cũng vì mày Quạch ơi. Trời ơi sao nào chỉ cho con tôi. Tôi tin gì ai nỡ bắt lìa lìa tôi. Thôi của tôi đâu? Thôi của tôi đâu? Ôi hồi con ơi, đời nghe chính lý của tôi là nguồn vui. Anh Dương, anh thấy anh Dương quen không anh? Vậy thì em nghe anh nhé. Bạn Dương đường đi đường đi mình đòi xuống mà ôi
kiếp này đành lối hẹn cầu mong vì sinh mà đoan nghi qua hương cứ mãi chớ cộng nên mất càng dòng lòng ta như mối xưa. Thôi thôi à, chơi lớn luôn, thôi thôi. Anh Dương, Dương ơi, giờ này anh đang ở nơi đâu? Anh Dương đi quay, có phải chắc là đi của thôn quan? Quan ơi, giờ này em ở đâu? Anh và con tới nhà, giám đốc của công ty quả quỳnh hỏi thì bé đâu quá. Nhiều đêm dậu đi con thức cho nhớ thương em, nhớ quá làm sao biết bỏ đi, tay trắng ấp đầu bơ hai đứa vẫn chưa đi. Dạ, dạ các anh mới. Dạ. Ôi dân dân bên tai rồi. Lên kiếp mẹ con ơi, nhỏ giọt trong tôi. Anh Dương, Quan ơi em đâu rồi? Quan ơi em đây này, anh ơi. Trời ơi, em đứng ngay chánh điện. Không đi nhà, nhà giám đốc Quỳnh Thảo tôi quen rồi. Tôi buồn tôi đi thấy thương không? Trời ơi, anh tới nhiều lần không? Anh thấy anh đi vòng vòng mà sao anh không thấy đường mà sao anh đi trốn dữ vậy anh? Đưa mẹ uống đi con. Anh đi đâu vậy anh? Trời ơi, đi tìm em. Đi tìm em? Anh đi xin ăn hả? Trời ơi, xin ăn. Xin ăn sao mặc đồ vest sang dữ vậy? Trời ơi, bữa của Quảng, bữa của Phạm Công. Chứ không phải công ty Hoàng Quỳnh Thảo tài trợ anh hả anh? Qua bây giờ cha không uống, mẹ không uống, con làm sao? Con uống. Rồi con hốt luôn đi. Trời ơi, hai thằng không biết nào cha nào con luôn. Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn những tình cảm của gia đình của tất cả bà con cô bác rất nhiều. Rồi.